Chào tất cả các bạn, xin chào. Hôm nay thứ 6, cuối tuần nữa. Ngồi đây nói chuyện với cả nhà một tí. Xin chào. Chào các bạn. Chào tất cả những ai nhìn nhé, Lê Xà đây nhé. Bây giờ Việt Nam mấy giờ nhỉ? Một giờ hơn rồi. Bây giờ là 4 giờ, gần 5 giờ rồi. Xin chào. Nghe nhà một tí. Hôm nay chào đồng hương Anh Đào, chào tất cả mọi người, chúc chị cùng gia đình mạnh khỏe nha chị. Chúc Lisa cũng chúc tất cả các bạn, các mọi người ở trên đây luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Luôn luôn phải mạnh mẽ lên. Mấy hôm nay Lê Trà nghe xem tin tức cũng nhiều khi ở nhà vừa làm vừa nghe tin tức, hay là nghe những cái cũng vào những cái chỗ bọn chống cộng á, rồi nghe xem chúng nó nói cái gì. Xong rồi mình vừa làm vừa lau nhà, vừa rửa bát, rửa quét dọn này kia các thứ, lúc nào cũng kè kè cái iPad bên cạnh nghe. Chứ ở bên này đâu làm gì đâu, ở nhà buồn thấy ông bà không phải. Trừ khi mình đi ra ngoài đường mình đi thôi, chứ một lái xe phóng đi lung tung. Mà phóng đi thì tốn tiền. Nói gì về ngu kỹ đi Lisa. Cái thằng đấy Lisa thấy cái thằng cha ngu kỹ, nó ngu quá thì mình nói nó thì nó cũng vẫn cứ ngu thôi. Tại vì cái sở thích của nó là như vậy thì kệ nó đi. Tại vì như Lisa nghe nhiều khi nói những cái gì không được, xong bắt đầu quay ra không còn lý luận là quay ra. Tôi không phải là cái người trên nặng ở thế kia, rồi tôi không biết rồi này kia cái thứ. Mấy cái người đấy, tại vì người ta bất mãn với cuộc sống quá. Bất mãn thì đâm ra họ hay thù hận rồi hay này kia các thứ, cho nên là họ đâu có gì làm đâu. Thế nếu mà cái ông đấy, ông ngày xưa nghe nói là cái gì làm cái gì cho Mỹ, cho gì đấy, Việt Nam Cộng Hòa, giỏi nắm tiếng Anh tiếng em gì, tại sao không đi xin cái việc gì làm, đi giúp đỡ bà con, đi dịch giấy tờ cho người ta, làm sao mà cứ phải đi ra cái bô xa ấy, xong rồi như thằng Chí Phèo chả ra làm sao cả. Mà nên xà mấy hôm nay nên xà xem mấy cái tin tức, mình ngồi mình cảm thấy rất là tội nghiệp cho những người sống ở hải ngoại. Họ không biết tiếng Anh nhiều thì đáng ra những cái bọn truyền thông, những cái bọn mà đưa tin tức truyền thông ấy, đáng ra nó phải giáo dục cho họ, hay là truyền đạt cho người ta một cái trí thức, một cái hiểu biết về cái luật pháp ở từng cái nước hoặc cái nơi mà họ đang sống, chẳng hạn như Úc, Mỹ, Canada chẳng hạn. Thì ngược lại chúng nó lại không làm như vậy, mà chúng nó chỉ đưa những cái tin giống như là chống cộng để cho người ta có cái sự căm thù, rồi người ta suốt ngày chỉ nhìn về Việt Nam, xong bắt đầu á, xong rồi người ta nghĩ xấu về Việt Nam, xong để phục vụ cho cái lũ băng đảng cộng đồng đó. Thì Lisa thấy rất là khổ thân,
cho họ, mà thực tế họ đâu có dám nói gì ngược lại với cái bọn cộng đồng đâu. Cho nên sàng ngồi nên sàng nghĩ bỏ cho cái bọn này nó khốn nạn thế, không biết nó sang bên này rồi nó vẫn nói là đây là một cái nước tự do, vậy mà tại sao nó không, ngay như cái chuyện nên sàng nhìn thấy cái chuyện mà thằng William Nguyễn bị bắt á, thì vừa bị bắt một cái là chúng nó ầm 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 lên trên mạng, chúng nó nói là quả lại chết rồi, động vào người người Mỹ là chết rồi, lọ kia các thứ, rồi cắt giao dịch, rồi cắt cái này cái kia, các bạn đều biết đấy. Nghe nó như một cái quả bom ấy, nổ bùm 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 khắp nơi, là rồi biểu tình rồi chống cái này chống kia, thế bây giờ sao rồi? Im re, chứng tỏ đấy, chúng nó cái thằng đưa tin rồi này kia các thứ ở trên đài ấy, chúng nó toàn một lũ dốt thôi. Nếu mà nó không dốt á thì nó sẽ không có cái sự suy nghĩ như vậy, đúng không mọi người? Đúng không? Đáng ra ở bên này á, những cái nơi truyền thông hay là cái cộng đồng, người ta phải cho cái sự hiểu biết cho mấy cái người sống ở đây không biết tiếng Anh. Họ không đi tìm hiểu, họ không chịu nghe nghe tin tức, họ không đi tìm hiểu luật pháp ở đây, thì đáng ra chúng nó, người ta cấp tiền cho chúng nó để làm những cái chuyện như thế, nhưng mà ngược lại chúng nó không làm, mà chúng nó lại giấu nhẹm những cái thứ đấy đi, rồi tiêm nhiễm vào đầu người ta những cái chuyện bố láo tầm bậy tầm bạ. Chứ nếu như mà họ hiểu được cái luật pháp thì không bao giờ những cái thằng mà lên trên YouTube á, rồi ăn nói tầm bậy tầm bạ nào là ôi quả lại cộng sản chết rồi mới này thế kia, đúng không các bạn? Nếu như một người hiểu biết về luật pháp, không bao giờ người ta mở mồm mà người ta nói như thế. Bởi vì rõ ràng á, là luật ở đâu, mình đến cái nước nào, mình phải tuân thủ cái luật pháp của cái nước đó, đúng không? Chứ không phải là mình là dân Mỹ, mình là dân Úc, mình sang đấy mình làm cái gì cũng được, xong rồi quay ra kêu tổng thống nó tới nó giúp à? Bởi vậy cho nên Lisa thấy rất là tội nghiệp cho những cái người ở bên này. Cái thứ nhất, người ta đã không biết tiếng Anh, người ta không theo dõi được những cái tin tức, những cái luật pháp ở bên này, thì đáng ra chúng nó là cái nhiệm vụ của chúng nó ăn tiền của chính phủ, thì chúng nó phải làm cho người ta hiểu biết ra để cho người ta không bị phạm tội, không đi những cái nơi gặp khó khăn. Ví dụ như sang một nước khác gặp khó khăn thì phải làm như thế nào, chúng nó hoàn toàn không biết. Nếu như biết ấy, thì nó đã không lên trên mạng chúng nó nói những cái giọng như vậy. Bởi chúng nó nói những cái giọng như vậy cho nên chúng nó không hiểu biết gì hết. Nó không dốt đâu. Nó cố tình bóp méo thôi. Nó không, nó làm như vậy để nó tiêm vào đầu những cái người mà sống ở đây lâu năm này, đúng không? Tại vì khi mà nó biết thì nó đã không nói như thế, nó cũng biết quê chứ, đúng không? Tại vì nếu mà sự thật như thế mà nó nói ra thì đúng thì ok, nhưng mà nhiều những cái thằng nó cũng không biết, thực sự nó chỉ nghe ở trong cái cộng đồng đấy, xong rồi nó nên nó bốc phét, nó là như vậy thôi. Thực tế là nó không biết gì hết, nó chỉ đua theo cái bọn lãnh đạo cộng đồng thôi, bọn cộng đồng lãnh đạo cộng đồng nó nói ra như thế. Chẳng hạn như là cái lần ấy Lisa đi đi học chẳng hạn, cái thằng đấy cái chuyện mà nói lại hay là những cái luật pháp về cái gì đấy thì Lisa đã học qua rồi, Lisa biết rồi. Cho nên là, nhưng mà ngược lại khi mà nó nói cho người ta thì nó hoàn toàn nó không nói những cái thứ đó. Đó. Nó hoàn toàn nó giấu nhẹm đi, nó không nói cho người ta biết là ở cái luật pháp ở đây nó phải như thế, như thế, như thế. Cái cốc này mới là to này. No. Nó không nói sợ không ai biết chúng nó ngu. Bởi vậy cho nên những cái người mà người ta không hiểu, người ta không chịu tìm hiểu, người ta không học hỏi, tại vì nhiều khi tiếng Anh người ta cũng không biết, thì người ta cứ nghe chúng nó thôi. Tại vì chúng nó làm ở trong cộng đồng mà, nó làm ở trong cộng đồng thì những cái người như mà mấy cái bà nửa đời hương phấn hay là những cái ông bà già ấy, đâu có bao giờ để ý hay là học hỏi cái gì đâu, rồi cứ nghĩ chúng nó nói là ngay như cái vụ là nói là Lợi Minh là cộng sản này cái thứ, sẽ kiện cho Lợi Minh trục xuất về Việt Nam hoặc nó đe dọa lên sạp. Cái đó chứng tỏ là cái bọn lãnh đạo cộng đồng nó đã lừa dối người ta rồi, làm gì có cái luật nào như thế đâu.
Nhưng mà chúng nó cứ đưa ra cái luật như thế. Xong rồi những cái người kia đấy, những cái người đấy chỉ là cái người râu ria thôi, thì nó lại tưởng thật. Tưởng thật rồi ấy, nó đi nó hù dọa người ta, nó tùm lum túm ba và nó làm như nó là mạnh lắm á. Nhưng mà thực sự nó đâu phải là như chúng nó nghĩ đâu, đúng không? Cho nên Sà thấy mỗi lần nói lên nên Sà chỉ tức cái bọn lãnh đạo cộng đồng thôi. Chứ còn những cái người cầm cờ chỉ là những cái người giống như là gà què ăn quẩn cối xay ấy, đúng không? Chào tất cả mọi người. Có ai lên nói chuyện không? Thế cho nên nên sàn nói với nhắn nhắn với những cái người mà truyền thông ở bên hải ngoại đấy, làm ơn đi đừng có bốc phét nữa. Thật đấy, chán lắm rồi các người, tự các người cho đập vào mặt các người toàn những thằng ngu thằng dốt thôi. Làm truyền thông mới làm cái gì? Ở đây làm truyền thông là làm sao để nói ra cái sự thật, nói ra những cái gì luật pháp nó làm ra để cho người ta hiểu cách trước mắt là cái dân trí ở bên này sống ở bên hải ngoại đấy nhưng mà cũng chả hiểu gì cả, đúng không? Thì khi mà không hiểu á thì đáng ra mấy cái thằng mà lãnh đạo ấy thì chúng mày phải dạy dỗ cho người ta, hay là cho người ta hiểu, giải thích cho người ta biết. Đây toàn những là cái gì gọi là gì, kinh tế chính trị, toàn đi buôn bán chính trị. Nó nói đến cái bọn này là điên với chúng nó rồi. Chúng nó chỉ bắt nạt những người hải ngoại, nó bắt nạt những lừa đảo những người hải ngoại và bắt nạt những người ở trong nước đó. Và nó lên đây nó khoe khoang người ăn trợ cấp rồi này kia cái thứ, mẹ sư cha chúng mày ăn trợ cấp thì mẹ nó mồm đi, đứa đéo là sang đây mà chả ăn trợ cấp. Ăn trợ cấp mới gian lận được chứ, gian lận mới có được chứ, đúng không? Đừng có nói phép nữa. Chứ ở cái nước này đứa nào nó cũng như dân Việt Nam mà, thì có mà nó móc mả bố nó ra mà cho chúng mày ăn trợ cấp. Nói cũng phải vừa phải thôi chứ, nói phép nó vừa vừa ấy, cứ làm như không có ai ở cái đất nước thứ ba này. Chị Lisa ở bên đấy mấy giờ rồi? Bên này là 5 giờ hơn rồi. Quý Leo, cái thằng kia hôm nay nó nói ra sự thật bơn bởn. Bên bên bển này nói ngược lại chúng nó là chúng nó cho là cộng sản, cho là Việt Cộng. Bởi vậy cho nên Liên Xà thấy rất là tội nghiệp cho những cái người mà người ta sống trong cái cộng đồng đó. Bây giờ cứ nói ngược lại chúng nó thì là nó chụp cho cái mũ ở cộng sản rồi cộng này cộng kia, trong khi cái sự hiểu biết về luật pháp ở đây họ không có nhiều, họ không có cần biết là luật pháp luật viết gì hết. Được ăn trợ cấp thì cứ ăn trợ cấp, mà được làm cái này thì làm cái kia, nó cứ đua nhau theo như thế đó. Cho nên người ta không hiểu là cái luật pháp nó như thế nào mà người ta sinh hoạt ở trong cộng đồng đấy, và nghe cái bọn lãnh đạo cộng đồng nó tuyên truyền vào đầu người ta thì người ta cứ nghĩ là cộng sản ở bên này là không được rồi. Nếu mà làm cộng sản nằm vùng sẽ bị trục xuất về Việt Nam chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thế xong rồi đến lúc ấy có ai như thế nào cái là nó đổ xô ra, nó hăm dọa người ta, nhưng mà thực tế cái luật pháp đâu có ai cho chúng nó làm như vậy đâu, nhưng mà vì chúng nó không hiểu, nhá, nó bị cái bọn lãnh đạo cộng đồng nó lừa. Okay, go we'll hack it.